Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200 triệu đồng token Baby AXS nha. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ. Đã có 3.836 tài khoản holder. Đã phát sinh 9.599 lượt giao dịch nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimandrop.net nha. Link truy cập website thì mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm ra 2 bước dẫn chơi ra cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Cho nên các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút lên led của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu token Baby AXS số tập vân 18 nha. Tiếp theo token sau khi đã thêm được địa chỉ token và ví, các bạn quay trở lại website claimandrop.net nha. Tìm từ bước 2 và nhấp vào đặt link rút gọn đây để nhận token. Rồi nó hiển thị các bạn kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chương trình AirDrop đã kết thúc vào 28 ngày đấy nha. Rồi các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra một số vốn là 0.03 BNB mua đồng token này để hold tích trữ lâu dài nhé. Bạn còn làm, các bạn nhấp vào đây. Hoặc bị đơ, hôm nay làm video đơ. Nó do cái kết nối với lại ví nó hay bị lỗi nha. Mình sẽ claim lại sau. Thì trong thời gian thì claim lại thì các bạn có cố gắng ủng hộ mình bằng cách đăng ký theo dõi cái website claimandrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance mật, có thể vào đây đăng ký được hưởng 20% phí giao dịch lần này nhé. Trên đây còn nhiều sàn giao dịch, các sàn giao dịch lần đầu tiên khác như Zimbabwe, MSC, Opic, Kobe. Các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình sẽ thử claim lại phát nữa đây. Rồi phí gas là 0.000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những dự án sắp kết thúc. Anh đọc sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây kiểm tra lại xem các bạn chưa tham gia dự án nào thì các bạn ạ. Nhấp vào đây để tham gia nha. Copy contract và quay sang ví của các bạn dán vào và nhận tập phần nhấp và nhận tập phần để mở website mới ra để mình claim nhé. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách và đang nhận được 200 triệu đồng token Baby AXS. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.